chiếc âm ly. Đặc biệt là hai con âm ly này dòng này 5.1 có cổng quang, có đầu giải mã. Có đầu giải mã luôn cho các bác. Trước khi vào giới thiệu thì em đọc luôn mức giá cho nhanh, sau đó giới thiệu chi tiết lại sau. Chi tiết kích thước rồi chất lượng hình thức như nào. Còn trước hết là đọc giá nhanh cho các bác để các bác nắm được giá đã, sau đó quay lại cân đối sau. Với lại hai chiếc âm ly này, chiếc phía dưới là chiếc âm ly Onkyo. Dòng Onkyo này các bác có thể chơi với bộ 5.1, vừa xem phim vừa nghe nhạc cũng được. Mà hai nữa là các bác có thể dùng giải mã hoặc là cắm nhiều loa. Nói tóm lại thích chơi nhiều loa thì đây, nó có giải mã luôn nhé. 4.6 triệu con Onkyo. Con Onkyo đây, TX-SA605. Có cả giải mã, cổng trước cổng sau có tất đây. Chút nữa em giới thiệu chi tiết. Con này 4.6 triệu. Con trên là con Đờ Nông, cũng có cổng giải mã, đầu giải mã luôn. Con Đờ Nông AVR1312, con âm ly Đờ Nông màu đen, 3.9 triệu. Hay con này. Sang đến tiếp theo nữa là con loa, đôi loa Boston. Con loa Boston hột xoài. Con bát hột xoài này phải nói luôn là nó là dòng hiếm, hiếm có. Chất thì bao chất hay. Bao hay cho các bác, con Boston. Đây, Boston đấy, chút nữa giới thiệu chi tiết. Loa Boston nổi tiếng rồi. Nhưng con này bị mất cái nắp. Mất nắp nên là mức giá của em nó là 4.8 triệu. Bác nào muốn cái nắp này đẹp này, muốn cái nắp đẹp này, thì các bác về ra thợ mộc ấy, người ta cắt cho các bác một cái nắp vừa khít thế này, khoan 4 cái lỗ đây này, úp vào sơn đen là xong thôi. Cái này thì quá đơn giản nhưng em không có thời gian nên để cho các bác giá 4.8 triệu. Đôi loa Boston, loa cây này, hàng đẹp, loa hột xoài Boston, được chưa? Đây loa Boston VR940 đều đây, hàng còn đẹp lắm, còn nguyên tem Boston, giá 4.8 triệu. Sang đến đây nữa, nó là hai đôi loa Avon, giá 4.8 triệu một đôi, bát 20. Dòng loa này thì không phải nói nhiều nữa rồi, quá hay, quá dễ ghép âm ly. Các bác nào mới tập chơi âm thanh cứ rước những con này về mà chơi cho em, không tốn thời gian để phối ghép và cho chất lượng rất là hay, nó dễ ghép âm ly. 4.8 triệu một đôi, hai đôi này như nhau, Avon. Đến đôi loa tiếp theo nữa, đó là đôi loa Pol Audio. Con loa cây này, con này cao khoảng độ xích xoát 1 mét. Pol Audio, đôi loa Pol Audio nhá, cao xích xoát 1 mét, màng giấy gân cao su, màng xanh xanh, e căng đầy đủ, cũng mức giá 4.8 triệu. 4.8 triệu một đôi, được chưa? Em quay một con đằng lưng, một con đằng trước, đằng sau. Tiếp theo nữa là đến đôi loa kép Q50. Kép Q50, để cho quý vị mức giá giật mình nhanh. Con này loa đồng trục này, 2 bát, lỗ thông hơi giữa loa đồng trục này, nhìn chưa? Kép Q50, loa đồng trục, giá 5.9 triệu. 5.9 triệu. Phải nói luôn là bác nào không nhanh thì không đến lượt, 5.9 triệu, được chưa? Em nhập được rẻ thì em bán rẻ. Trước những đôi này 6-7 triệu trở lên, 5.9 triệu. Mà các bác thông cảm nhé, em nhập được đôi nào rẻ thì bán rẻ, còn nhập cao thì em lại phải bán cao. Chứ không nhiều lúc các bác bảo sao ngày trước mày bán 6.8 triệu, 7 triệu mấy. Rẻ là bán rẻ cho nhanh. Tiếp tục nữa, đến đôi loa cổ của Mỹ, Bass 25, màng giấy, gân vải tẩm dầu, loa cổ rất đẹp, thùng gỗ, mức giá 4.6 triệu, quá bèo rồi. Nói thế cho nó nhanh, em quay nhanh, gọn nhanh, ăn ít cho nó hết hàng, cho nó gọn kho. Đấy, các bác nào thích chơi phục vụ chơi Tết, bắt đầu quay lại để giới thiệu chi tiết này. Rồi, các bác nào gọi em bây giờ, không cả, chịu thôi. Nghe máy đây này. Gọi thông cảm. Bây giờ bắt đầu từ con âm ly Đờ Nông. Báo cáo quý vị là với con âm ly Đờ Nông này thì nó là dòng 5.1. Cái thứ nhất, em nói luôn là cái mức nó rẻ cho quý vị này, nó rẻ tại sao? Cái nhất là Đờ Nông này, con này thì nó chạy được 3D của Đờ Nê này, volume này. Con này hầu như là hiện tử hết. Nó có để em nhấc hẳn xuống, quý vị đợi em nhấc hẳn ra để cho quý vị nhìn phân biệt nó, phân tích nó dễ hơn. Đấy, đây, về phía sau của em nó thì báo cáo quý vị là đây, phía sau em ngửa nó lên cho các bác nhìn này. Đây là con Đờ Nông. Các bác nào thứ nhất là muốn dùng giải mã từ TV xuống thì các bác nhìn nó có cổng optical này, đấy nó ghi chữ TV, TV này, cắm thẳng TV vào đây cho em, cắm thẳng cổng quang TV internet vào đây. Quý vị bây giờ mua một chiếc đầu giải mã loại rẻ bèo thì nó cũng phải có 4-5 triệu một chiếc đầu giải mã rồi. Nhưng con này nó lại vừa làm giải mã,
vừa làm âm ly cho các bác. Các bác nhìn chưa? Đây cổng giải mã đây. Optical. Ngoài ra thì quý vị có thể đấu này, loa center này, loa surround này, loa tay. Tóm lại là con này có thể cho quý vị đấu nhiều các loại loa. Ngoài ra thì nó lại còn có một đường cổng súp này. Nó do cho ra cái giải súp trầm riêng. Nên bác nào hát karaoke mà cắm bộ dàn karaoke ấy, mà các bác cắm từ tivi xuống vào đây rồi, thì nó lại có một cái đường súp cho riêng ra cổng súp trầm cho các bác. Các bác nhìn thấy súp chưa? Súp quất chưa? Đấy, xuống cục trầm cho các bác luôn. Nguyên chất bát ở đây. Vậy là các bác không phải xử lý qua một con đầu vang nữa. Được chưa? Có giải bát riêng. Đấy, con này chạy thoải mái được cái là con này công suất của em nó này, quý vị nhìn này, 330W. Thoải mái quý vị đấu nhá. Thoải mái đấu chưa? Thoải mái đấu loa chưa? 330W, điện 230V, thoải mái đấu loa. Dùng phổ thông lại được giải mã luôn, loa riêng, súp riêng. Được chưa? Giải mã. Đấy, và nghe nhạc xem phim ok. Con đấy 3.900.000, con này mức giá là 3.900.000. Con âm ly Đờ Nông, âm ly Đờ Nông này, âm ly Đờ Nông VAVR 1312, 3.900.000. Quay sang đến với con này, con này thì lại cũng khủng nặng chịch. Con này là con Onkyo, dòng Onkyo thì lúc nào nó cũng nặng như châu sắt. Đây là con Onkyo. Con này thì cũng có giải mã, tất cả giải mã quý vị nhìn này, hàng rất là đẹp luôn, đẹp lung linh. Con này phải nói luôn là đẹp như mới, giá 4.600.000. Có cổng giải mã optical nhá, digital này, giải mã này, kể cả cắm line điện thoại máy tính tivi đằng trước cũng được. Đây có cổng cắm đằng trước, nhưng mà bác nào thích cắm thì cắm cho tiện thôi, còn đa số có cổng sau hết. Thì đây con này 4.600.000 này. Đây về cổng sau thì em nghiêng cho các bác xem. Đây cổng sau của em nó đẹp, được chưa? Thoải mái các cổng ăn chơi. Ui giời, nó chi chít rồi, nhìn này. Cái thứ nhất là cổng giải mã optical đây. Có hai cổng cắm từ tivi internet xuống. Dùng giải mã được chưa ạ? Đấy, hai cổng optical. Được chưa? Ngoài ra thì cổng cắm loa thì báo cáo quý vị là chi chít. Cổng cắm loa thoải mái. Ngoài ra thì cổng cắm loa súp đây. Đây súp này, có cổng súp này, center này, phone này, có hết này. Súp rồi, có hết chưa? Quý vị nhìn chưa? Đấy. Ngoài làm giải mã ra thì có thể đấu được rất nhiều loa. 1, 2 đôi, 1 đôi loa, 1 chiếc, 2, 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, 1 đôi, 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, 3 đôi, 3 đôi loa. Một cái loa ngoài nữa là 6. Ui dồi, nhiều loa lắm, đấu thoải mái. Chơi thoải mái thì các bác chơi thoải mái. Con này công suất là 450W. 450W. Chưa? 450W có giải mã. Có giải mã, có cổng súp. Tóm lại là quý vị có thể dùng giải mã xong đưa ra các bộ dàn nghe nhạc thoải mái, hoặc là đánh thẳng trên nó, âm ly nó là âm ly luôn. Chưa? Mức giá 4.600.000. Bây giờ các bác mua nguyên cái đầu giải mã đều nó cũng đã phải tầm 4.600.000, 5.000.000 trở lên rồi. Chứ chưa nói con này vừa giải mã, vừa âm ly, vừa tách súp. Nói chung là tóm lại hay. Thế rồi. 4.600.000. Chưa? Sang đến đây, đó là đôi loa Boston. Thì em di chuyển con loa Boston cho các bác này. Loa Boston này báo cáo quý vị là đối với dòng loa Boston thì nó rất là nhiều, nhưng với lại dòng loa thiết kế hột xoài này thì rất là ít. Ít có đặc trưng. Đây là phía trước của nó. Phía trước của nó có logo Boston. Được chưa? Có chân đế, hai tay chân đế để ra đây. Còn con này em quay là lưng. Đây là phía sau, lưng. Thì sau nó có cổng cắm này. Cổng cắm tín hiệu vào đây. Con này là lưới quây. Con này là lưới quây trên. Nó sẽ kéo quây hết lên trên này. Như này. Bạn nào gọi thông cảm. Nó kéo quây co hết lên như này. Đấy, về mặt, đây là mặt sau lưng rồi. Mặt trước thì các bác nhìn đây, bên sườn của nó đây. Đấy. Cái trên này thì cái nắp này thì các bác chỉ về chịu khó qua các bác thợ mộc làm hộ em. Chính vì đang thiếu cái nắp này thì các bác thông cảm nhá, máy gọi liên tục. Mức giá của em nó để cho các bác là 4.800.000 với đôi loa Boston hột xoài này. Các bác nhìn này, đây là về các bác chỉ cần ra thợ mộc các bác làm cho một tấm gỗ bên trên này,
Sau đó là mũi khoan, người ta khoan bốn cái lỗ này úp vào, là úp vào đây đẹp thôi. Chắc bác nào có lấy đất thì mất 100.000 tiền hai miếng gỗ này úp lại và sơn màu đen cho các bác, được chưa? Đấy, có lấy đất thì mất 100.000, nhưng em thì không có thời gian làm. Thật ra về về chất lượng thì nó không ảnh hưởng cái gì cả, nhưng về hình thức muốn đẹp thì phải làm một cái tấm gỗ úp lên đây thì nó đẹp hơn. Đấy. Rồi, các bác thông cảm nhá. Em phải quay bài đã. Về chiều sâu, đôi loa này có kích thước chiều sâu là 25 cm, chiều ngang khoảng độ 17-18 rồi. Còn chiều cao này 1, 2, 3, 4, chiều cao 85 cm, chiều cao 85 cm ạ. Mức giá 4.800.000, đôi bút tần hột xoài. Sang đến bên này, đến bên tiếp theo, đó là hai đôi loa Avon. Hai đôi này, dòng loa Avon này đều như nhau. Đây đằng lưng của nó đấy ạ. Đôi loa Avon Tuane Tuwe Podi Tuwe cái gì đọc em tiếng Anh em bó tay, không được học tiếng Anh. Đó, cho nhanh. Không học được hỏi cho các bác cho nó nhanh. Không phải vòng veo. Riêng Avon thì em nói rồi. Bao hay bao đẹp cho các bác, dòng này mà không hay thì không gì. Hay, ngon, bổ, rẻ. Cái thứ nhất thế, cái thứ hai là em đã khuyên rồi, bác nào mới chơi âm thanh hoặc túi tiền của mình ít thì nên lấy những đôi này, vừa rẻ vừa hay, chất cực kỳ hay luôn, mà nhạc nào cũng chơi được, dễ ghép âm ly, không tốn tiền. Và đáp ứng dòng này thì phải nói luôn là đáp ứng những đôi đai kỹ tính cho các bác đấy, nó đánh hay lắm, dễ ghép âm ly. Với con Avon này mức giá 4.800.000 một đôi, thì cái kích thước chiều ngang này 25, chiều sâu 22, đấy găng. Còn chiều cao thế nào? 1, 2, 3, chiều cao tầm 70-72 cm chiều cao. À chết, đúng rồi, tầm 70, 3 mới thừa kia, tầm 70 hơn chiều cao. Đấy là đôi loa Avon. Hai đôi này giống nhau, chưa? 4.800.000. Sang tiếp tục đôi loa mức giá 4.800.000 nữa, được chưa? Phải nói luôn là nó quá chất rồi. Bác là không nhanh thì cũng không đến lượt. Mức giá em đưa ra như vậy, các bác cân đối rồi, các bác đừng có mặc cả nữa. Mặc cả không thấy, thật ra là các bác biết thừa, bác chưa âm thanh mất biết thừa chất những đôi loa này nó trị giá khoảng nào rồi. Báo đến 4.800.000 vẫn có bác mặc cả. Khổ. Người Việt Nam mình, em bán hàng em muốn tiên tiến, văn minh, rõ ràng. Như thế rồi. Thật ra là các bác biết thừa, các bác đi tham khảo, các bác biết cái trị giá đôi này nó phải như thế nào rồi. Mà đặt đến cái mức giá thấp nhất 4.800.000 vẫn muốn bớt nữa thì em chịu, bó tay. Nên là cái kênh của em nói thật là rõ ràng, và quay hàng thì thỉnh thoảng nó hơi lóa một chút, nhưng mà em muốn quay như thế này này, em muốn úp cái máy quay nó vào này, nó cách có mấy phân đây này, này 5 phân này, để cho các bác nhìn nó đẹp hay nó xấu rõ. Chính vì thế nên nó hơi lóa mắt, nhưng các bác chịu khó mà xem, lấy hàng thì phải được nhìn chi tiết như này nó mới thích. Chứ còn em cứ đặt máy xa ra cho 2 mét, em cứ đứng trước mặt các bác em giới thiệu thì nói tóm lại là loa xấu, các bạn chả biết cái gì đâu. Đấy, như này nhá. Phải nói luôn là nó quá đẹp rồi. Không dám nói mới, nhưng mà loa này thì phải nói là quá đẹp, đẹp chưa? Đẹp lung linh rồi nhá. Không nói câu nào nữa. Chưa. Đấy. Quay sát cách có 5 đến 7 phân như này, được chưa? Audio. Đôi này 4.900.000. Được chưa? Lỗ thông hơi phía dưới, nó thoát sàn lỗ thông hơi dưới này. Con này chết 4.800.000. 1.800.000. Chiều sâu của em nó cả e căng tầm 26 cm chiều sâu, chiều ngang 20, chiều cao xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, chiều cao 1 mét. Mức giá 4.800.000. Báo cáo quý vị là bắt đầu lấy được liên hệ, đừng có mặc cả cho em, mặc cả buồn lắm, buồn. Sang đến đôi loa tiếp theo, đó là đôi loa kép Q55, dòng loa đến từ nước Anh. Con này thì cũng không phải chỉ giới thiệu lâu nữa, sâu nữa. Đây, Made in England. Hàng Made in England, kép Q55, Q50. Trở kháng 6 ohm, công suất 150W. Cái đặc biệt của nó là một bát này. Một loa đồng trục, bát trên, tép giữa. Lỗ thông hơi đây. Ê căng đầy đủ. Ở đây, ê căng đầy đủ. Con này là quay đằng sau để nguyên ê căng. Chiều sâu này 30. Chiều ngang 19. Chiều cao thế nào? 1, 2, 3, 4. Chiều cao tầm 80-82 cm. Đấy, là đôi kép Q50. Sang tiếp tục đối với lại đôi loa cổ tiếp theo, mức giá 4.600.000. Bèo, bèo bọt luôn. Nói là nó bèo đến hết mức. Đây, được chưa? Loa cổ
thiết kế giống hệt cả Fisher và KLH. 4,6 triệu thì không còn gì để nói nữa. Tại sao em bảo giống Fisher KLH? Các bác nhìn này, cái chất loa của nó này, nó chả khác gì Fisher KLH cả. Nó là loa cổ của Mỹ, màng giấy, gân vài tầm dầu. Được chưa? Đây, tên thì nó đọc rất là khó. Sro cái gì, Sro cái gì, Beta gì này, model Beta này. Đọc thì chịu, tiếng Anh thì bó tay. Dòng loa cổ. Đấy, các bác cứ thèm thông số đi hộ em. Chưa? Đọc mãi, đọc méo mồm. À, đây là có cái tinh chỉnh cho giải giải chung và giải tép. Đấy, còn đây là đường cấp tín hiệu vào. Hai đường cấp tín hiệu vào. Con này có cấp tín hiệu vào đường càng cua và đường đồng trục này, AV đây. Đấy. Loa thì đẹp mỹ mãn. Vỏ gỗ. 4,6 triệu, nhanh tay không hết các bạn. Nhá. À, chiều ngang 30. Chiều sâu khoảng 23. Chiều cao thế nào? 1 2. Chiều cao tầm 52 đến 55 cm. Mà các bác thấy, điện thoại thì kêu nóng máy suốt ngày. Có những bác nào gọi không nên liên lạc được thì bác nhắn tin và giúp em ạ. Thông cảm. Bởi vì là các máy nhà em nó kêu, ngày nào nó kêu, kêu suốt ngày. Kêu liên tục đấy. Một ngày em mấy trăm cuộc. Nên là chính vì vậy các bác nào không gọi được thì bác nhắn tin giúp em. Nhiều lúc thì em quay bài, nhiều lúc thì em đang nghe máy kia, máy này thì không thể nghe được máy khác nữa. Nên là chính vì vậy cần gì thì các bác không gọi được thì bác nhắn tin giúp em. Để tránh cái trường hợp gọi mãi không được, bức xúc vào thằng này bán hàng thế nọ thế kia và không có ai bán hàng mà không muốn nghe máy cả. Chỉ có việc bận hoặc có một số lúc người ta việc riêng thì người ta không nghe được máy thôi. Nên là có những lúc các bác thông cảm giúp. Đấy. Vừa rồi lại em giới thiệu đến các bác một số mặt hàng loa âm ly. Đấy, các bác nghe cái lượng máy nó quay như thế các bác biết rồi. Lượng máy gọi kêu suốt một ngày như thế, ngày nào em thấy nó mấy trong cuộc nên là các bác hết sức thông cảm. Không ai bán hàng, có nhiều bác chửi rất là tục. Gọi và coi thường, không coi thường. Bán hàng phải nghe thì mới bán được, nhưng mà chịu. Máy thì cứ đổ chuông suốt ngày. Đấy, thi nhau gọi. Em cảm ơn các bác ạ. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại là 0911